Cuộc tập trận chiến lược Vostok 2022 đã chính thức khai mạc vào ngày hôm qua tại một thao trường ở vùng Primorsky, phía đông nước Nga. Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của 13 nước, trong đó có nước chủ nhà Nga cùng Ấn Độ và Trung Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận Vostok 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 9 dưới sự chỉ huy của Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga với các nội dung tấn công và phòng thủ tại 7 thao trường. Hơn 50.000 binh sĩ cùng hơn 5.000 thiết bị quân sự hạng nặng, bao gồm 140 máy bay, 60 tàu hải quân tham gia cuộc tập trận này. Danh sách khách mời nước ngoài bao gồm Azerbaijan, Algeria, Armenia, Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Mông Cổ, Nicaragua, Syria và Tajikistan. 9 nước trong số này đã cử binh sĩ tham gia tập trận. Quân đội Nga cho biết hoạt động tập trận năm nay sẽ xoay quanh phương án hiệp đồng giữa các lực lượng đồng minh nhằm đẩy lùi kẻ thù giả định ở phía đông nước Nga và vùng biển ngoài khơi vùng viễn đông của nước này. Các bên tham gia cũng sẽ tìm cách cải thiện khả năng hiệp đồng tác chiến nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia của nhau. Những hoạt động chính sẽ diễn ra tại thao trường Sergievsky ở vùng Primorsky tại khu vực viễn đông của Nga. Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga và lực lượng thuộc Hải quân Trung Quốc cũng luyện tập nội dung phòng thủ tuyến hàng hải và vùng kinh tế trên biển Nhật Bản.